hẹn đó mọi người ơi, xuất sắc quá. Cái này 580 đồng nha mọi người. Dáng rất là đẹp, bông nhỏ tí cúc 580. Cái này cũng để cho mọi người là 450 nha mọi người, bông hồng đỏ 450. Nó khô thôi nha mọi người, mình trước nó khô đi bằng chỗ. Bốn trăm rưỡi. Ok, bông này. Bông hồng đỏ nè. Wow. Đỏ nét kiểu đó là hồng. Nắng quá không biết làm sao mà chiếu được, chắc đợi chị Hương về qua cái cây này cho mọi người coi. Bông hồng đỏ trong cái chậu hoa hồng. Nắng quá. Ok, giờ mình sẽ chiếu. Mấy cái cây màu xanh quá đó, Si không có chú tâm lắm á. Chứ nếu như ngày xưa là Si là the top á. Tất cả